Hello, xin chào tất cả mọi người. Và rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK ngày hôm nay. Và bên cạnh Cún đây ngày hôm nay, mọi người sẽ nhận ra ngay là chị Thanh Hương đúng không ạ? Một chị diễn viên mà em rất là yêu quý và quá là quen thuộc với cả tất cả mọi khách hàng của DK, cũng giống như là các khán giả ở truyền hình của cả nước đúng không ạ? Cảm ơn Cún. Và mọi người có biết rằng là chị Thanh Hương đã đóng quá nhiều những bộ phim nổi tiếng rồi đúng không? Và chị Thanh Hương xin phép chị hãy gửi lời chào mọi người nhé. Hôm nay là mình gặp rất là nhiều các khách hàng thân quen của DK đúng không? Dạ. Thực ra hôm nay Thanh Hương ngồi đây thì cũng như là hai chị em gặp nhau ở những cái buổi gặp lần trước thôi. Có hai lý do để Thanh Hương có mặt ở đây ngày hôm nay. Điều đầu tiên là Thanh Hương rất là yêu quý em Cún. Bởi vì trước đó thì cách đây khoảng phải đến 6-7 năm rồi mọi người ạ, thì anh Hương đến đây để gặp Cún làm đẹp. Và từ đó thì hai chị em có cơ duyên gặp nhau và đã chia sẻ tất cả mọi việc trong cuộc sống đến giờ phút này. Và cái lý do thứ hai quan trọng hơn cả ngày hôm nay Hương đến đây, không biết là Hương ngồi đây để đang nói chuyện mọi người có phát hiện ra là Hương vừa làm cái gì ở trên cái gương mặt của mình hay không. Nếu mà không kể ra là làm chi tiết gì chắc mọi người không đoán được đâu. Tại vì là làm mà như không làm. Mà lúc đầu Hương nói là có đau không, có phải kiêng game gì không, ngày mai chị Hương phải đi diễn đi quay đấy. Vâng. Thì em Cún nói với cả Thanh Hương là chị ơi chị yên tâm, em biết cái kiểu của chị rồi, chị thích là phải tự nhiên, thích phải làm đẹp nhưng không làm đẹp, nhưng mà đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, thì đó là ngày hôm nay. Chị cứ giao cho em được đúng không? Chị cứ giao hết tất cả thế giới hãy để cho em lo, của chị chỉ việc vào đây làm đẹp thôi. Vâng. Nên là đó là lý do quan trọng ngày thứ hai mà chị Hương có mặt ở đây. Rất cảm ơn mọi người và hy vọng thời gian tới mọi người còn đến DK cũng như là ủng hộ Cún nhiều hơn nữa. Tại vì Cún xứng đáng cũng như là DK xứng đáng được đón nhận những cái điều đó. Nếu mà mọi người để ý trên khuôn mặt chị Thanh Hương hiện nay thì nó có thay đổi một chút xíu, tức là nó chỉ là nét hơn một chút xíu so với lúc mà chị bước chân về đây thôi ạ. Tại vì là lúc mà chị Phượng Thanh Hương nhắn tin cho em bảo là Cún ơi, bây giờ chị đang muốn là cải thiện nhan sắc một xíu, tức là muốn mọi thứ là tươi tắn hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì yêu cầu của chị Thanh Hương là Cún ơi chị còn phải đi diễn này, chị còn phải diễn rất là nhiều vai, từ vai xưa này rồi vai cổ, vai hơi quê một tí cũng có này. Cho nên là đòi hỏi là đạo diễn yêu cầu là phải mặt rất là mộc và làm đẹp thì cũng phải rất là tự nhiên, siêu tự nhiên thì mới đồng ý. Cho nên là chị Thanh Hương nói rằng là chị qua nhé, và ok, và em mời chị qua. Và đến giờ phút này là sau khoảng 4 tiếng chị Hương nhỉ, thì chị Hương đã làm cả mày cả môi và cả mí và môi thì vừa mới xong cách đây khoảng 5 phút thì đã ngồi trò chuyện mọi người luôn. Đúng rồi. Thì chị Hương ơi, thì chắc chắn rồi, mọi người đều biết chị là diễn viên rất là nổi tiếng qua rất là nhiều bộ phim rồi. Ngày xưa thì từ Người Phán Xử, rồi từ Rừng Búp Bê ạ. Vâng, The Order. Vâng. Thương Nhớ Ở Ai là những bộ phim mà chắc mà mọi người vẫn nhớ. Dạ vâng. Thế còn gần đây nhất thì có Mùa Hoa Tìm Lại, mọi người cũng rất là yêu quý vai diễn của chị. Vâng. Rồi sau đó gần đây nữa là Anh Có Phải Đàn Ông Không thì chắc là mọi người vừa mới xem phim xong. Vâng. Và thời gian tới thì Thanh Hương cũng có một vài dự án, bây giờ thì chưa thể tiết lộ tên được, nhưng mà cùng chờ đón Thanh Hương xuất hiện trên sóng truyền hình với một vai diễn mới như nào nhé. Dạ vâng ạ. Và chắc chắn rồi, qua từng bộ phim và qua từng vai diễn thì em thấy chị Thanh Hương là thay đổi liên tục, thay đổi cái hình tượng này, thay đổi cả tính cách nhân vật, rồi thay đổi cả diện mạo ở bên ngoài nữa. Vậy thì trong cái thời gian mà thay đổi tính cách nhân vật và thay đổi cả diện mạo bên ngoài như vậy liên tục thì có gặp khó khăn gì không chị Hương? Thật ra mỗi người một công việc. Dạ. Cũng giống như là Cún, khi mà Cún tiếp xúc với khách hàng của mình thì mọi người nhìn thấy Cún vẽ rồi làm những cái kiệt tác về nghệ thuật thì bảo trời sao lại giỏi vậy. Thế nhưng mà đúng là mỗi người mỗi nghề đúng không? Vâng. Đối với chị cũng vậy, cái nghề của chị nó cũng có những cái khó riêng. Tuy nhiên thì theo một cá nhân chị nghĩ rằng là sau mỗi một vai diễn thì mình cần phải đổi mới và làm mới bản thân mình. Vâng. Tại vì nếu như mà khán giả xem một bộ phim mới mà thấy hình ảnh của Hương nó vẫn như vậy thì vô hình chung là người ta sẽ bị nhầm vai nọ vai kia. À, vâng, vâng. Thế thì cái mong muốn khi mà chị đi làm đẹp, vâng ạ, duy nhất một điều thôi, một câu thôi, slogan của chị trong suốt quãng đường của chị đó là đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp. Dạ vâng ạ. Tức là làm nhưng không làm. Dạ, chính vâng. Vì thế đây là cái lý do mà ngày hôm nay chị có mặt ở đây để chị gặp Cún. Tại vì chị biết là phong cách của Cún cũng như là DK nói chung thì làm cái phong cách mà làm đẹp cho tất cả các chị em nhưng nó rất là tự nhiên. Thế nên mới nói rằng là tại sao sau 4 tiếng khi mà Hương đang ngồi đây vừa mới làm xong, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều mà không cần phải nghỉ ngơi nhiều. Mặc dù là môi của Thanh Hương thì cũng vừa rất là tê. Hương không biết là bây giờ Hương đang nói chuyện có cảm thấy là tự nhiên với cái môi của mình hay không. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà đi ra ngoài đường thì mọi người không phát hiện ra là Hương vừa mới làm đẹp đâu. Và đây nó chỉ là mới làm thôi, còn sau một khoảng thời gian ngắn nữa thôi thì nó còn thay đổi rất là nhiều. Tức là Cún có hứa với Hương rằng là chị cứ yên tâm đi, hãy giao gương mặt của chị cho em. Và mọi người chỉ thấy là chị Hương đẹp lên, xinh hơn thôi, nhưng mà không ai phát hiện ra là chị làm gì. Thì đây nó cũng là mong muốn của chị trong nghề. Dạ, vâng. Nhiều khi mà mình thay đổi nhiều quá, và cũng tâm lý chung của các chị em khi làm đẹp ấy là
rất là thích làm đẹp nhưng mà sợ ôi làm nhiều nó có già không này, đúng rồi. Nó có bị khác dữ, quá bị nó có bị dữ không à. Làm tí lông mày ôi dữ lắm, mà bây giờ trông chị mặt chị đang hiền rồi, hay là cũng muốn gọi là làm tí gọi là like đúng không, làm tí mắt thì bảo nhưng mà sợ nó bị dữ quá, nó có bị trợn quá không, thì đó cũng là thật ra mọi người thắc mắc cái điều đấy, nó rất là đúng với cái tâm lý bản thân Thanh Hương cũng thế. Nhưng mà thực ra thì khi mà đến đi cây thì mọi người không phải lo lắng về chuyện đó. Tại vì ở đây thì có một cái chị nghĩ rằng là em chắc là em cũng nghĩ như vậy. Dạ. Là làm đẹp một cách rất là tự nhiên, dạ, vâng. Rất là an toàn. Ví dụ như chị đang hình dung là bây giờ các chị mà làm văn phòng đấy, vâng. Nhiều khi cứ hỏi cún là có thời gian để mà nghỉ ngơi hay là kiêng khem gì không, thì không cần phải kiêng khem gì hết cả. Có thể ngày hôm nay là thứ bảy này, mọi người đi làm về xong mọi người tranh thủ đặt lịch cho cún trước, xong qua đi cây mọi người làm đẹp combo giống Thanh Hương luôn, làm tất tần tật luôn, cũng chỉ 3-4 tiếng thôi, ngày hôm sau mọi người vẫn có thể làm việc bình thường, không phải kiêng khem cái gì cả. Thì đấy là một cái điều mà Thanh Hương thấy rằng là ở đây rất là khác biệt so với tất cả những cái nơi làm đẹp khác. Mình không nói nơi nào tốt hơn nơi nào, thế đấy là tùy vào mỗi người thôi. Nhưng mà đối với Thanh Hương thì khi Thanh Hương đến đây rồi thì muốn làm đẹp một cái gì đó thì Hương chỉ đặt lịch thôi, Hương không có hỏi nhiều. Tại vì Hương tin rằng là khi tới đây thì Hương sẽ được làm đẹp theo nguyện vọng của mình. Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn cái sự tin tưởng của chị Hương, bởi vì chị Hương đã từng sử dụng rất nhiều dịch vụ của DK rồi. Ngoài ra chị Hương còn quá nhiều bạn bè đến đây, cho nên là khi mà chị Hương đến đây, chị Hương nói nhu cầu thôi là em cũng nắm dùng cái uy tín của em và dùng có thể dùng cái chuyên môn nghề nghiệp để cho chị Hương cảm thấy là yên tâm khi mà nằm lên giường và giao khuôn mặt cho em. Thì đấy là một cái điều mà em cũng rất là tự hào. Mình không dám, em không dám nhận là em là một người giỏi nhất hay hoàn hảo gì cả, nhưng mà em chỉ rất là mong muốn là luôn luôn dùng cái khả năng của mình tối đa để có thể làm hài lòng cho các chị em. Đúng. Và đến giờ phút này sau khi mà nhận được kết quả thì thật sự là nhận được cái sự hài lòng của chị Hương và bản thân em, thì em nhìn cái sản phẩm của mình em cũng rất là kỹ càng và rất là trau chuốt. Bởi vì là để làm cho một người diễn viên mà thường xuyên phải thay đổi rất là nhiều tính cách, rồi thay đổi thường xuyên khuôn mặt của mình, và lại còn chiếu cho hàng trăm triệu dân của Việt Nam xem, thì đúng. Mình phải kỹ càng tỉ mỉ nhất có đúng thể rồi, đúng rồi. Và em tin rằng là sau khi mà sản phẩm bong ra thì chị Hương sẽ còn cảm thấy nó hài lòng nữa. Bởi vì là hiện giờ thì mới làm xong thì nó sẽ hơi đậm hơn một chút xíu. Xong đến lúc bong ra rồi thì mình sẽ có một cái kết quả ưng ý. Và khi mà làm lông mày cho chị Hương ấy thì em gãy rất là ít sợi, một chút, một hai sợi ở đầu và một xíu những cái sợi ở đuôi, để làm sao mà tạo nên cái sự hài hòa cân đối, và em giữ nguyên cái form lông mày của chị Hương. Đúng rồi. Mí thì mình chỉ làm một chút mí mở trong, mí trong sát chân mí thôi. Dạ cũng vâng. Tùy vào cái gu của mỗi người. Dạ vâng. Có bạn mà cái khuôn mắt của bạn ấy nó hơi ngắn một chút thì bạn có thể kéo một chút đuôi ra. Vâng. Cái đấy thì ở đi cây thì chiều khách vô cùng, tùy theo mong muốn của mỗi người như thế nào. Dạ vâng ạ. Tại vì là khi mà mình làm một chút đuôi ấy, thì mình có thể trang điểm thêm rất là dễ dàng. Còn ví dụ như là môi thì em cũng chỉ làm cho chị Hương màu rất là tự nhiên. Bong ra nó sẽ giống như cả môi em bé. Em nói chị Hương lúc nào chị Hương nói là thì chị thích là tông rất là baby thôi, đúng rất rồi. Là nhẹ, và bong ra mà mọi người sẽ không biết là mình làm. Kiểu như không ấy. Và đây là cái công nghệ mới là chúng ta sẽ vi chạm rất nhẹ trên da của chúng ta thôi. Và mọi người có thể nhìn thấy là đây là đang có hiệu ứng T, nó sẽ hơi mọng lên một chút giống như là mình đang đánh son tiêm gì đó đúng không? Hơi có như kiểu căng mọng, kiểu filler một chút thôi. Nhưng mà tí nữa khi mà tan tê khoảng 2 tiếng nữa, chị Hương sẽ hoàn toàn thấy môi mình như bình thường luôn ạ. Và ăn uống thì chị Hương cũng không phải kiêng khem gì cả. Thanh tất không cả thấy đau. Sản phẩm, dạ vâng. Tất cả sản phẩm bên em thì mày môi mí chị Hương đều không phải kiêng khem gì cả. Chỉ có thể là về nhà rất và đợi bong vời. Thì em nghĩ rằng tất cả những cái công nghệ mới đấy là DK đang rất là update và luôn luôn là mong muốn cho chị Hương có trải nghiệm lần trước sẽ khác với lần này, đúng không ạ? Đúng rồi. Và kể cả những lần sau nữa thì chúng em sẽ luôn luôn update những công nghệ mới nhất để làm sao mà càng ngày nó càng trở nên nhẹ nhàng, nhanh đúng. Chóng và đáp ứng được yêu cầu tự nhiên của các chị em hơn. Đúng. Và em nghĩ rằng là sắp tới khi mà chị Hương đi diễn ý, thì chắc là các đạo diễn và các đồng nghiệp cũng rất khó phát hiện ra là chị Hương đi làm đẹp, nhất là khi nó đã bong rồi, thì đấy là cái điều mà em rất là chắc chắn. Bởi vì em đã làm ra rất là nhiều các chị em diễn viên rồi, và ngoài ra thì em cũng hiểu được tâm lý của chị em khi mà cần một cái sự tự nhiên thì nó đúng sẽ rồi. Đến mức độ như thế nào. Đúng rồi. Thì em rất là cảm ơn chị Hương. Và không biết là chị Hương còn có lời gì nhắn gửi đến mọi người không ạ? Thực ra thì bây giờ nói điều gì chị Hương nghĩ nó cũng không phải là vấn đề. Mà cái vấn đề ở đây thì Hương cũng đang ngồi trực diện ở đây, và mọi người cũng thấy là cái thành phẩm đang ngồi ở đây rồi. Người thật việc thật chia sẻ thì nó quá là yên tâm. Thật ra cún thì rất là khiêm tốn, nhưng mà chính ra là Thanh Hương thấy là bạn ấy rất là có tâm. Là một người vừa có chuyên môn thì đương nhiên rồi, và cái thứ hai nữa rất là có tâm với những khách hàng của mình. Khách hàng tới đây và thể nói cái mong muốn của mình, và cún dựa trên cái mong muốn đó để cún tư vấn làm sao để mà khách hàng cảm thấy yên tâm nhất. Thế còn thực ra hôm nay Thanh Hương làm lần đầu tiên thôi, Thanh Hương nghĩ rằng là các bạn đi làm thì cũng sẽ phải đi lại một lần nữa.
Ví dụ như kiểu chúng ta đi tới bệnh viện thì chúng ta phải thăm khám lại đúng không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta đi làm đẹp chúng ta cũng sẽ phải quay lại đây để xem là đã ưng ý hay chưa. Nếu như mà ngày hôm nay nhìn rất là ok rồi, hôm sau đi quay lại để kiểm tra lại mà đã ok rồi thì các bạn không cần phải rậm hay là làm gì cả. Còn nếu như mà các bạn vẫn chưa thực sự là cảm thấy là muốn gãy thêm 1-2 sợi nữa chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ được một cái sự chăm sóc rất là tuyệt vời từ bên DK. Đó cũng chính là cái kiểu, tức là Thanh Hương thấy rằng là các bạn ấy chăm sóc cho khách hàng rất là tốt. Và thêm một cái điều nữa là đến đây chúng ta xóa bỏ đi cái khái niệm rằng là làm đẹp rồi này kia có sợ nó bị già đi, có sợ bị thay đổi không, thì thực sự là không có cái điều đó. Thêm một cái nữa là cái thời gian mình làm nó rất là nhanh, cũng không phải kiêng khem gì cả. Thì tất cả các chị em, các bạn muốn tới làm đẹp thì chúng ta có thể sắp bất cứ một cái lúc nào mình rảnh, mình chỉ dành ra khoảng một vài tiếng thôi là đã có thể thay đổi rồi. Thanh Hương nghĩ rằng là thế này này, không biết là các bạn có nghĩ giống như là mình không, cái việc làm đẹp thì nó là mãi mãi rồi. Bất cứ một độ tuổi nào, một giai đoạn nào, kể cả khi chúng ta có tiền hay không có tiền thì chúng ta vẫn phải làm đẹp. Không phải là đẹp cho chồng mình ngắm đâu, hay là đẹp cho bất cứ một ai ngắm đâu, mà đẹp để cho mình cảm thấy mình tự tin hơn. Thế thì khi mà Thanh Hương muốn là mình phải tự tin hơn và càng ngày mình càng phải đẹp hơn để gửi tới cho khán giả những vai diễn hay hơn nữa, thì chắc chắn là Hương phải tự tin ở cái ngoại hình của mình rồi. Và một trong những cái mà tô điểm nhẹ nhàng, tự nhiên nhất để Hương có thể thay đổi cái diện mạo của mình, đấy là Thanh Hương sẽ đến gặp Cún và đến với DK ngày hôm nay. Thế thôi, Hương chỉ chia sẻ vậy thôi. Cảm ơn Cún này. Và cảm ơn chị Hoàng Quyên. Chị Hoàng Quyên ngày hôm nay là chuyên gia làm trực tiếp phần mí mắt cho Thanh Hương. Gửi lời cảm ơn tới chị Hoàng Quyên và đặc biệt là cảm ơn Cún làm lông mày chị rất là đẹp. Chị rất là ưng ý và cảm ơn tất cả các bạn ở DK đã chăm sóc chị ngày hôm nay rất là tốt. Chị sẽ giới thiệu rất là nhiều người, các chị em rồi các bạn đồng nghiệp tới đây để làm đẹp tự nhiên giống như chị ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Lúc nãy là chị Danh Hương đã gửi gắm thêm một người bạn nữa cho em rồi, đã nhắn tin cho em rồi. Và em rất là cảm ơn chị Hương và rất là mong rằng là các chị em, bạn bè và các khách hàng của DK hãy chọn cho mình một cái địa chỉ uy tín, có thể là DK hoặc các đơn vị khác, miễn sao là các chị em cảm thấy phù hợp với cả cái nhu cầu của mình và cảm thấy cái đơn vị đấy có thể đáp ứng được cái nhu cầu của mình một cách tốt nhất. Và mong rằng các chị em sẽ luôn luôn tìm được cái vẻ đẹp thực sự mà dành cho chính bản thân mình nhá. Và em cảm ơn chị Hương rất nhiều. Cảm ơn chị em mình vẫn luôn luôn dành cho nhau những tình cảm tuyệt đẹp như vậy. Và chắc chắn rồi, trong một thời gian sắp tới, khi nào chị Hương hoặc là mọi người có muốn nhạt đi một vài năm nữa mà lại muốn đẹp nữa, đẹp lại thì lại gặp em nhé. Mà sau mỗi lần đến đây thì lại thấy mình đẹp hơn một tí. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Và càng ngày DK sẽ càng có nhiều công nghệ mới, càng có nhiều những cái tuyệt vời mới nữa dành cho các chị em. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi cuộc trò chuyện của hai chị em ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.